Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, kỳ họp thường lệ giữa năm, đánh giá kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2020, thông qua các tờ trình, ban hành nghị quyết, những vấn đề quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Phát triển nông nghiệp toàn diện cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là áp dụng công nghệ cao trên các cây trồng chủ lực. Nhiều vướng mắc trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản ở Khánh Hòa cần sớm được điều chỉnh bổ sung. Đà Tẻ tập trung các nguồn lực chống sạt lở đất sản xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 7, tại hội trường tỉnh ủy, kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9 đã khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, thông qua các tờ trình, ban hành nghị quyết những vấn đề quan trọng của tỉnh trong thời gian tới. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các ban đảng tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở ban ngành đoàn thể và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Phát biểu khai mạc, ông Cam Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh những kết quả nổi bật của nền kinh tế xã hội Lâm Đồng 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, tuy nhiên các cấp các ngành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, nhận diện rõ khó khăn lợi thế để thực hiện. Nhờ đó, các lĩnh vực phát triển của tỉnh được ổn định. Để tiếp tục hoàn thành kế hoạch trong thời gian tới, những vấn đề được xem xét tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để Lâm Đồng tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020 đề ra. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Đời sống mọi mặt của nhân dân gặp nhiều khó khăn, hầu hết các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị ngưng trệ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Lâm Đồng đã bước đầu thành công trong cuộc thực hiện mục tiêu kép, cùng với cả nước, tỉnh ta đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại các kỳ họp trước. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân tỉnh sẽ xem xét thảo luận 22 báo cáo, 10 tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo trình kỳ họp và Hội đồng Nhân tỉnh xem xét thông qua 10 dự thảo nghị quyết. Kỳ họp sẽ dành thời gian cho đại biểu thảo luận, làm rõ tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Từ đó, đề ra những giải pháp để đảm bảo thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả năm 2020, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý toàn thể cử tri trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp đó, kỳ họp nghe ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả thực hiện kinh tế xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế của Lâm Đồng đạt 0,51%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.485 tỷ đồng, tăng 9,2%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 31%. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động đến phát triển của một số chỉ tiêu và giảm đáng kể, như kim ngạch xuất khẩu giảm 11,6%, nhập khẩu giảm 20,8%, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 1,87 triệu lượt, giảm gần 50%. Lao động được giải quyết việc làm giảm hơn 48%. Xuất khẩu lao động giảm trên 65%. Công tác quản lý bảo vệ rừng, dù các tiêu chí giảm, nhưng tăng 38 vụ trong tổng số 326 vụ được phát hiện. Điều đáng mừng, dù gặp nhiều khó khăn chung, nhưng các ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã trở lại hoạt động, khôi phục sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và số doanh nghiệp thành lập mới tăng, doanh nghiệp giải thể giảm.
khối lượng thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản đảm bảo kế hoạch. Đến nay, Lâm Đồng có 95 trên 111 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 16 xã đạt 12 đến 18 tiêu chí. Huyện Đơn Dương và Đức Trọng đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh còn 1,85%. Trong đó, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 5,58%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, cải cách hành chính, an ninh chính trị, trật tự xã hội và an toàn giao thông được đảm bảo. 6 tháng đầu năm 2020, dù tình hình dịch bệnh tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế xã hội, nhiều ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn, nhất là ngành du lịch, thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, kinh tế xã hội trong 6 tháng của tỉnh vẫn duy trì ổn định, đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tốc độ tăng trưởng GDP tăng thấp so với cùng kỳ, khu vực công nghiệp xây dựng không duy trì được mức tăng trưởng như các năm trước. Để thực hiện mục tiêu kép, theo chỉ đạo của Chính phủ là vừa tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế xã hội, các ngành, các cấp, các địa phương phải tập trung các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không đặt vấn đề là xem xét lại, điều chỉnh lại các chỉ tiêu đã đề ra đầu năm. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền, nghe báo cáo kết quả tổng hợp giám sát ý kiến kiến nghị của cử tri các địa phương góp ý cho kỳ họp giữa năm 2020 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc có 2.722 cử tri tham gia với 411 lượt ý kiến, có 64 kiến nghị của cử tri được tổng hợp gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng tiến hành thẩm tra giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội, quản lý bảo vệ rừng, môi trường, đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, quản lý dự án, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông, v.v. Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9, nghe báo cáo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Ban Kinh tế, Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa xã hội và Ban dân tộc báo cáo những nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Sau phiên khai mạc chiều nay, kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 chia thành 5 tổ với sự tham gia của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để tập trung thảo luận các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020. Trên cơ sở báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, các đại biểu thống nhất với các chỉ tiêu đề ra, đồng thời tập trung phân tích đánh giá những thành tựu, hạn chế. Công tác lãnh chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp các ngành, góp ý đề xuất xây dựng các giải pháp về tăng trưởng, kết quả đạt và chưa đạt trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, đầu tư, xây dựng thương mại dịch vụ, các vấn đề về văn hóa xã hội, các chương trình giảm nghèo, nông thôn mới, giải quyết việc làm, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều đại biểu cho rằng một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đề ra trong năm nay từ 6,73%, trong đó ngành nông lâm thủy sản tăng 5,08%, công nghiệp xây dựng tăng 6,57%, dịch vụ tăng 8,43%, thì phải có giải pháp đồng bộ, kích cầu phát triển, nhận diện rõ bối cảnh vừa qua và phát huy những lĩnh vực có tiềm năng lợi thế để phát triển, nhất là thu hút du lịch, cần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và các cơ sở kinh doanh du lịch. Ngoài ra, nội dung được các tổ thảo luận tập trung phân tích, góp ý, tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách về nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, nâng cấp các tuyến giao thông quốc lộ 55-20. Bên cạnh đó, các vấn đề về bảo vệ môi trường, các khu công nghiệp, hộ chăn nuôi, giám sát các dự án đầu tư, quản lý buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, giữ gìn an ninh trật tự cùng được các đại biểu tập trung góp ý. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận về các tờ trình đề án và sự cần thiết, tính phù hợp với thực tế của địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận tổ thư ký kỳ họp lần thứ 14 sẽ tổng hợp nêu lên tại kỳ họp có giải pháp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sau phiên làm việc tại tổ, sáng mai ngày 15 tháng 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 sẽ bước vào ngày làm việc thứ hai. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe các cơ quan nhà nước giải trình tại hội trường về những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng sẽ truyền hình trực tiếp phiên giải trình của kỳ họp lần này trên sóng LTV vào lúc 8 giờ sáng mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tỉnh ủy đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ,
chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự và trao quyết định. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định cho ông Hoàng Xuân Hường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng cá nhân ông Hoàng Xuân Hường trên cương vị mới, đồng thời mong muốn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của mình, giữ vững đoàn kết thống nhất gương mẫu về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ông Hoàng Xuân Hường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và hứa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Cũng trong chiều nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể nhằm giúp các doanh nghiệp trong khối thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối đạt trên 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1.300 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước 1.600 tỷ đồng. Riêng đối với công tác đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chú trọng mở lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho đảng viên mới, kết nạp cho 22 quần chúng ưu tú vào đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 1.901 đảng viên. 6 tháng còn lại của năm 2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Lâm Đồng tiếp tục chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm. Đó là đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tập trung quảng bá thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng các sản phẩm hàng hóa dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong khối, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm, phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai các giải pháp về phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ đảng viên, người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế qua 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó cần chú trọng việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đẩy mạnh việc hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 2 năm thực hiện nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại, sản xuất tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là áp dụng công nghệ cao trên các cây trồng chủ lực như là rau, hoa, chè, cà phê, cây đặc sản. Bức tranh toàn cảnh về đổi thay trong tư duy canh tác, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sẽ được phản ánh rõ hơn qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lâm Đồng hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh có trên 60.200 ha ứng dụng công nghệ cao, mang lại thu nhập bình quân hơn 440 triệu đồng một ha một năm, tăng lần lượt so với cuối năm 2019 là gần 2.500 ha và 40 triệu đồng một ha một năm. Qua đó hình thành những vùng chuyên canh về cây công nghiệp, rau hoa với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Và làn sóng ứng dụng công nghệ vào canh tác nông nghiệp không chỉ dừng lại ở những doanh nghiệp có quy mô lớn, đầu tư nước ngoài, mà nông dân địa phương cũng đã trở thành chủ thể chính trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Dùng cái hệ thống thông minh này, thứ nhất là nó giảm về cái nhân lực, mình tiết kiệm được cái phân bón và cái nguồn nước, cái nguồn tài nguyên. Thứ hai nữa là cái mình quản lý sâu bệnh trên những cái vấn đề đó thì nó không có phải sử dụng tới cái thuốc trừ sâu rồi là thuốc trừ nấm bệnh, nên là nó rất là khỏe cho những người mình làm ở trong cái nhà kính này. Thực tế là nó rất là nóng mà mình xịt thuốc nhiều, mình đi lại thì nó sẽ gây hại cho mình, chứ không phải là tới lúc mình bán cho người ta mà nó. Thực tế, triển khai thực hiện chính sách liên kết chuỗi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân tại địa phương. Đến nay, có nhiều chuỗi liên kết thực hiện khá thành công, đem lại hiệu quả thiết thực cho các bên tham gia liên kết. Quy mô sản xuất, sản lượng nông sản và số lượng thành viên tham gia không ngừng tăng qua các năm. Giá trị nông sản tiêu thụ thông qua các chuỗi cao hơn từ 15 đến 20%. Bên cạnh đó, việc các đơn vị sản xuất, sơ chế, chế biến tham gia mô hình chuỗi sản xuất đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, thực hiện tốt việc kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi. Kết quả phân tích mẫu, các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm đều đạt yêu cầu,
theo quy định. Công ty đang thực hiện chế độ là hợp đồng và bao tiêu sản phẩm đối với các hộ nông dân trên địa bàn như là Đức Trọng, Đơn Dương, Đà Lạt, Lâm Hà. Nếu mà sản xuất không theo chuỗi thì có thể là thương lái là nó cũng có thể ép người nông dân. Nhưng mà bọn tôi đây là cái hợp tác bền vững và hai bên cùng có lợi. Tức là một bên thì tìm đầu ra, một bên thì là phải lo sản xuất cái chất lượng hàng hóa cho nó tốt. Những đổi mới trong tư duy làm nông nghiệp đã góp phần rất lớn giúp nông sản Lâm Đồng ổn định năng suất, nâng cao chất lượng. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất giống, nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp để góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trên lĩnh vực thế mạnh này. Đấy là một cái tiềm năng mà đang rất là rộng lớn để cần phải khai thác, trong đó có cái thứ nhất là cái đất đai thổ nhưỡng, khí hậu và cái nhân lực lao động đấy. Để tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao trong năm 2020 nói riêng và những năm tiếp theo nói chung, ngành nông nghiệp Lâm Đồng xác định tăng trưởng hơn nữa công tác quản lý nhà nước, thực hiện cơ chế chính sách trong hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các khu, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh trong giai đoạn tới. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Sáng nay 14 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 cho đại diện lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, bộ phận hành chính, một cửa tại các sở ban ngành, các cơ quan chuyên môn. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc, cách thức xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015. Trong đó chú trọng những điểm mới của TCVN ISO 9001-2015 so với TCVN ISO 9001-2008 gồm 10 phần. Phạm vi tài liệu, viện dẫn, thuật ngữ và định ngữ. Bối cảnh của tổ chức, vai trò của lãnh đạo, hoạch định, hỗ trợ, hoạt động, đánh giá hoạt động, cải tiến, phương pháp xây dựng và áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 gồm 3 bước cơ bản, chuẩn hóa, quy trình hóa xây dựng các thủ tục dạng văn bản, ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng, kiểm soát và cải tiến hệ thống, v.v. Từ đó, nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nâng cao chỉ số cải cách hành chính một cách hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn một cách đồng bộ. Ngày 14 tháng 7, Sở Khoa học Công nghệ tiến hành nghiệm thu đề tài đánh giá công tác phòng chống thiên tai có nguồn gốc từ khí tượng thủy văn xảy ra trước năm 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là đề tài được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh giao cho Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ năm 2018, nhằm mục đích tăng cường công tác phòng chống thiên tai đối với các vùng thường xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thông qua đề tài đã đánh giá được các loại hình thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn là công tác phòng chống trong giai đoạn trước năm 2015. Phân cấp được độ rủi ro thiên tai cho 7 loại hình thiên tai cơ bản xảy ra trên địa bàn tỉnh. Dự báo được xu thế của 4 loại hình thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn có khả năng xuất hiện trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Theo đánh giá, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở giúp các nhà quản lý xây dựng các giải pháp, chiến lược phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả ngăn ngừa và ứng phó với các hiểm họa của thiên tai, giảm thiểu mức độ thiệt hại cho kinh tế xã hội tại tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch vùng nuôi là giải pháp căn cơ để góp phần phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản. Do đó, tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại các địa phương trong tỉnh cho thấy còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn và đòi hỏi cần sớm được điều chỉnh bổ sung. Theo quy hoạch, khu vực Vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh có 6 vùng mặt nước nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè với diện tích là 550 ha. Công tác tuyên truyền vận động người dân di dời lồng bè vào vùng nuôi quy hoạch cũng đã được chính quyền triển khai. Song sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, quy hoạch đã cho thấy nhiều bất cập, nhất là việc nuôi sai quy định về vị trí do nhu cầu quá lớn trong khi diện tích khu vực quy hoạch chưa đáp ứng được. Giờ tôi cũng mong muốn các cấp
có cái phương hướng để tạo cái điều kiện cái vùng nuôi nó sẽ lớn hơn và nới rộng hơn để cho cái vùng nuôi nó sẽ ổn định. Từ năm bão 2017 đến tới giờ thì bà con có cái tái tạo nuôi lại, thì đưa vô cái vùng quy hoạch nuôi theo cái thông tư quy định 02 thì hiện bây giờ rất là khó khăn về cái vấn đề vùng nuôi. Thứ nhất là diện tích không đủ, thực tế là nó như thế. Thì bây giờ mà dân muốn nuôi á thì phải có cái vùng nuôi phù hợp. Không riêng khu vực biển Vạn Ninh mà một số vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản khác cũng gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt xuất hiện tình trạng người ngoài tỉnh vào tiến hành nuôi trồng trên địa bàn. Trước khi luật thủy sản ra đời, khiến công tác quản lý vùng nuôi gặp nhiều khó khăn, môi trường bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, các địa phương còn kiến nghị phải làm rõ ranh giới các dự án quy hoạch sử dụng mặt nước đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhằm tránh chồng lấn giữa các quy hoạch. Điển hình như khu vực xung quanh cảng Cam Ranh hiện có rất nhiều bè nuôi tôm hùm nằm trong phạm vi luồng hàng hải, ảnh hưởng tới hoạt động của cảng. Công tác nạo vét luồng cũng sẽ khó thực hiện do lo ngại về tác động xấu tới môi trường nước, ảnh hưởng tới đối tượng nuôi. Cái luồng tôi hiện tại đang bị các lồng tôm, các bà con nuôi tôm là cứ thả hết, là khoảng gần 52.000 lồng tôm mà cứ lấn trần ra luồng. Thì ông quản lý luồng, ông khai thác luồng thì lại thuộc một doanh nghiệp, không có quyền cưỡng chế. Giao công an phường, giao thành phố, rồi giao cho biên phòng, nói chung là các đơn vị cũng chả biết được. Cứ dần dần cứ lấn ra ngoài mà đi mà tai nạn hàng hải thì rất là nguy hiểm. Để tháo gỡ các vướng mắc trong khâu nuôi trồng thủy sản, các địa phương đều có đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản theo quy hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đây là vấn đề rất cấp thiết để đảm bảo cho người dân các địa phương tổ chức nuôi trồng phù hợp với quy định, đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ của thủy sản nuôi, đảm bảo các tiêu chí được hỗ trợ khi có thiên tai, dịch bệnh. Qua triển khai thực hiện quy hoạch và rà soát các nhu cầu của nuôi trồng thủy sản lồng bè của người dân trên địa bàn huyện, cộng với lại việc đối chiếu với các cái quy hoạch phát triển kinh tế văn phong, thì Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh đã đề xuất điều chỉnh các cái vùng được phép nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện từ 6 vùng với diện tích là 550 hecta lên thành 10 vùng nuôi với diện tích là 915 hecta. Thực hiện cái quy hoạch này nó rất là tốt. Thứ nhất là về phía người nuôi nhốt thì nó sẽ tạo ra những cái vùng mà thông thoáng để đảm bảo cái vấn đề tránh ô nhiễm môi trường, tạo cho vật nuôi phát triển được tốt hơn, bền vững hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ kết hợp hài hòa giữa các cái ngành kinh tế như là phát triển về du lịch, nuôi trồng thủy sản hay là cả vấn đề về giao thông đường thủy nội địa. Đại diện ngành thủy sản Khánh Hòa cho biết, việc điều chỉnh bổ sung vùng nuôi hiện đang phụ thuộc nhiều vào quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài sẽ gây ra nhiều hệ lụy, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần, người nuôi đang phải đối mặt với nhiều mối lo trước mắt. Do đó, ngành thủy sản đề nghị các địa phương ven biển, trong khi chưa điều chỉnh quy hoạch, cần tăng cường công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Kon Tum, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum đã tổ chức ngày hội hiến máu Giọt Hồng Bắc Tây Nguyên. Hành trình đỏ năm 2020 nhằm kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và mọi người dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum tham gia hiến máu cứu người, bổ sung nguồn máu cho các bệnh viện phục vụ công tác cứu chữa các bệnh nhân đang bị thiếu hụt nghiêm trọng sau đợt giãn cách xã hội vừa qua do đại dịch COVID-19. Tôi biết chương trình Hành trình đỏ là thông qua các kênh truyền thông và tôi đã tham gia cái chương trình này và tôi thấy chương trình này rất là ý nghĩa. Nếu mà chương trình được tiếp tục tổ chức thì tôi sẽ tiếp tục tham gia và vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia để hiến máu cứu người. Thì bản thân tôi đã tham gia 33 lần hiến máu với mục đích là làm sao đó là hiến máu để cứu người, và mỗi lần hiến máu là bản thân thấy rất tự hào và cũng mong rằng là thời gian tới này tiếp tục tổ chức phong trào hiến máu, đặc biệt là chương trình Hành trình đỏ. Theo kế hoạch, sau khi tổ chức tại thành phố Kon Tum, Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục tổ chức chương trình Giọt Hồng Bắc Tây Nguyên tại hai địa phương khác là huyện Ngọc Hồi và Đắc Hà. Luôn luôn coi mục đích đối với người bệnh cần được truyền máu là cái then chốt để cho cái việc huy động lực lượng đối với các tầng lớp nhân dân, các lực lượng thanh niên trẻ và những người mà có tấm lòng nhân ái để sẵn sàng hiến những giọt máu của mình đến với những người bệnh. Theo kế hoạch, Hành trình đỏ năm 2020 sẽ diễn ra ở 42 tỉnh thành trong cả nước. Đến nay đã có hơn 10.000 đơn vị máu được chương trình tiếp nhận, bổ sung nguồn máu cứu người cho các bệnh viện trên toàn quốc.
Nhằm tạo không gian vui chơi cho trẻ em trong dịp nghỉ hè 2020, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội kết hợp với 16 đơn vị xuất bản, phát hành, tổ chức chuỗi hoạt động Vui Cuối Tuần cùng Phố Sách tại Phố Sách Hà Nội từ ngày 18 tháng 7. Tại đây, các em nhỏ và phụ huynh sẽ được tham gia các hoạt động sôi nổi như trải nghiệm ghép tranh bằng vải, trò chơi dân gian, tân bóng nghệ thuật, giao lưu âm nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ nhạc truyền thống và hiện đại. Chuỗi hoạt động Vui Cuối Tuần cùng Phố Sách sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 18 tháng 7 đến 30 tháng 8. Đà Tẻ tập trung các nguồn lực chống sạt lở đất sản xuất là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, cứ vào mùa mưa thì nhiều hộ dân sản xuất sinh sống khu vực các dòng sông, dòng suối của huyện Đà Tẻ luôn phải chịu cảnh sạt lở, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Xác định được mối nguy hiểm này, những năm gần đây, địa phương đã tập trung các nguồn lực xây dựng bờ kè nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những năm trước đây, cứ vào mùa mưa thì gia đình anh Nguyễn Văn Hải, thôn 1 xã Đà Kho, huyện Đà Tẻ lại thấp thỏm lo âu vì tình trạng sạt lở đất sản xuất của gia đình dọc theo bờ sông. Nhưng trong năm 2020, với sự quan tâm của nhà nước, huyện Đà Tẻ đã đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng kè chống sạt lở. Hiện nay, khu vực canh tác của gia đình anh Hải và bà con xung quanh đã được bảo vệ an toàn. Nhà nước quan tâm đến bờ kè này thì nó thật ra là rất tuyệt vời, làm cho người dân bớt đỡ khổ chút xíu, có đất canh tác không bị sạt lở. Ngoài nguồn vốn của nhà nước, huyện Đà Tẻ còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng các bờ kè chống sạt lở ở các khu vực sông suối của địa phương. Điển hình là tại sông Đà Tẻ, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Minh đã đầu tư 50 tỷ đồng để xây dựng bờ kè dài gần 500 mét. Khu vực này trước đây bị sạt lở hết sức nghiêm trọng, làm sập nhà và đất sản xuất của các hộ dân. Chúng tôi đã huy động tới mười mấy gia đình để góp vốn vào để là xây lên một cái bờ kè cho nó đẹp. Đấy. Thì, như vậy đến bữa nay thì công việc của chúng tôi đã hoàn thành khoảng 95%. Mong muốn doanh nghiệp tức là phải làm sao đó vừa nhà nước vừa nhân dân cùng làm để cho nó có, tức là không để cho sạt lở và làm cho cái đô thị Đà Tẻ ngày một đẹp lên. Bởi vì mùa mưa sạt lở rất là nhiều. Tức là nếu mà mình không làm thì diện tích nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và nhất là nhà của dân nó sẽ sập. Hiện nay ở huyện Đà Tẻ có nhiều lưu vực sông có nguy cơ sạt lở lớn là thôn 11 xã Đà Kho, thị trấn Đà Tẻ và xã Quảng Trị. Việc sớm đầu tư kiên cố các kè chống sạt lở tại địa phương sẽ có phần rất lớn hạn chế thiệt hại đến đất sản xuất, hoa màu, nhà ở của người dân xung quanh khu vực bờ sông. Ủy ban huyện thì đã ban hành cái phương án là ứng phó với từng loại hình thiên tai. Thì trong đó ủy ban huyện là lưu ý nhất là vấn đề có cảnh báo các cái vị trí thiên tai như là khu vực lũ quét, rồi là khu vực sạt lở đất, rồi khu vực úng ngập cục bộ, để cho người dân là có cái chủ động để khi tình huống xảy ra thì trời là có biện pháp là coi như di dời người dân và tài sản tới nơi an toàn. Các huyện khu vực phía Nam là những địa phương có nhiều sông suối, nguy cơ sạt lở là rất lớn. Ngoài nguồn vốn của nhà nước, việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phòng chống thiên tai, chống sạt lở nhằm ổn định sản xuất của người dân ở huyện Đà Tẻ là hết sức quan trọng, nhất là thời điểm đang chuẩn bị bước vào mùa mưa bão hiện nay. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.